Lâm Tâm Như khoe mặt mộc như gái đôi mươi ở tuổi 45. Ở tuổi U40, Lâm Tâm Như vẫn sở hữu làn da căng bóng, gương mặt không có nhiều dấu vết tuổi tác. Tối ngày 13 tháng 8, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã khoe những bức hình chụp tự sướng khi đang tập luyện ở phòng tập trên Weibo cá nhân. Cô viết, chạy bộ với các bài trên TV rất tốt. Trong các bức hình, nữ diễn viên của Hoàn Châu Cách Cách mặc bộ đồ thể thao khỏe khoắn, mồ hôi nhễ nhại sau khi tập luyện xong. Dù vậy, cô vẫn nở nụ cười tươi tắn và đầy năng lượng. Đáng chú ý, Lâm Tâm Như cũng tự tin khoe gương mặt mộc của mình. Có thể thấy, ở tuổi 45, nữ diễn viên vẫn sở hữu làn da căng mọng, không có nhiều dấu vết tuổi tác. Gần đây, Lâm Tâm Như bị đồn đang mang bầu lần hai. Trước đó, một người bạn của vợ chồng Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như, đã chia sẻ bức hình bạn bè tụ tập hôm 21 tháng 3. Cuộc gặp gỡ có cả hai vợ chồng Lâm Hoắc. Trong một số hình ảnh được đăng tải, Lâm Tâm Như đứng nép cạnh chồng đầy tình cảm, xóa tan tin đồn hôn nhân trục trặc. Nữ diễn viên mặc chiếc áo phông rộng, tờ QQ phán đoán nàng Hạ Tử Vi có lẽ đang mang bầu lần hai. Trước đó, Lâm Tâm Như từng cho biết cô chưa muốn có vội em bé thứ hai để tập trung chăm sóc cho con gái đầu lòng là cá heo nhỏ. Kể từ sau khi sinh con, Lâm Tâm Như ít khi xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Thời gian gần đây, nữ diễn viên dành thời gian nghỉ ngơi ở nhà để chăm sóc gia đình. Cô thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân những món ăn tự nấu và rủ bạn bè tới thưởng thức.